xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào khách. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái video về món dồi sụn để hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy và cách xay nhé. Ở đây tất cả đã có đầy đủ các nguyên liệu, mọi người có thể nhìn được ở đây có thịt, có rau, có gia vị. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng. Ở đây thì là đang sử dụng một cái máy đùn inox loại 12, motor 1.1 và ở đây mọi người có thể quan sát luôn mình đang có là cối 12 2232. Tất cả anh em lưu ý đối với cái dòng dồi sụn này thì mình sẽ có một cái phễu này. Lưu ý là sẽ có một cái phễu nhồi dồi sụn đi kèm theo máy khi khách hàng họ mua. Và lưu ý thêm nữa là sẽ sử dụng thêm cả một cái mặt sàn chống này, thì cái mặt sàn chống này là khách hàng phải order riêng ở bên ngoài và sẽ có tính tiền thêm nhá. Lưu ý, đấy là những cái phần lưu ý, có cối gang, có cối inox, có giá thành thì cứ vào trang web. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm với tất cả những cái thịt đây, những cái sụn đây. Điện 220 chưa được cắm vào bật điện thoại. We'll be right back.
ta đã xay xong. Nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Thì cái công đoạn tiếp theo mọi người phải chú ý đến những cái clip này nhá. Công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ là phối trộn. Anh em lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ phối trộn ở đây. Nguyên liệu thì ở bên cạnh đây thì mọi người cũng sẽ cho hết tất cả vào nhá. Nói chung là về cái phần gia vị này thì mọi người tự cho mặn ngọt tùy ý. Đây là bột nêm này. Đây là hạt điều này. Đây là bột điều. Bột điều nhá. Nước mắm này. Nước mắm này. Còn đây là đường. Đường này. Đây là mì chính nhá. Ajinomoto này. Còn đây là hạt tiêu. Hạt tiêu ta cũng cho vào. Cho vào luôn. Đấy, đây cất tạm con dao đây nhá. Và đây này, chúng ta sẽ cho luôn cả tất cả các cái rau củ quả đây này đang có, mọi người có thể nhìn. Có hành tây, hành phi, có lá, có cà rốt, rồi thì có hành húng. Cho hết vào. Tóm lại là cho hết vào, sau đó thì chúng ta đảo trộn lại. Và chúng ta sẽ đến các cái bước tiếp theo, cái bước mà mọi người rất cần thiết. Ngoài ra còn có cả trứng nữa, anh em lưu ý nhá. Chúng ta nhớ là phải cho cả trứng. Ở đây thì mình đang cho là cho chục quả, cho 10 quả. Cho 10 quả. Nhặt vỏ ra nhá. Đập cái chục quả vào. Đập cái chục quả vào là được. Sau đó thì là trộn. Trộn, cái công đoạn trộn nhào, đảo. Thì cái công đoạn đảo này xin phép là mình sẽ cắt video cho nó nhanh nhá. Mọi người nhá, mình sẽ cắt video luôn. Rồi đây mọi người ơi, mình đã trộn xong rồi nhá. Đây là mọi thứ đã trộn này. Mình vừa mới có xin phép là mình cắt luôn cho nhanh là trộn luôn. Trộn xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái công đoạn này cực kỳ quan trọng này. Mọi người nhớ, phễu này là được tặng, còn cái này phải mua này. Cái gọi là cái sàng chống. Sàng chống tác dụng của nó như thế này. Chúng ta sẽ phải mở cái máy ra. Chúng ta sẽ phải mở cái máy ra này. Lấy cái mặt sàng, lấy con dao này ra. Đấy. Lấy cái con dao này ra, lấy cái mặt sàng này cất đi. Không sử dụng đến nó. Bỏ qua. Ok chưa? Sử dụng sang cái mặt sàng chống này, gọi là chống cái trục này để cho nó không bị đập lên đập xuống hỏng cối. Nhớ là chỗ này nó sẽ có một cái cá này. Đây này, cái cá này. Cái lắp khuyết này. Chúng ta lắp nó vào nhá. Ta lắp nó vào như thế này. Đấy, đây gọi là chống trục này. Sau đó đến cái phễu này. Chúng ta luồn vào đây. Chỗ này nó đang có một ít thức ăn ở đây, nó sẽ bỏ qua này. Luồn vào đây như thế này. Ok chưa? Rồi chúng ta vặn nó vào. Vặn cân tay nó vào. Vặn cân tay nhá, không cân tay là rất là khó này. Đấy, vào rồi này. Cân tay cũng được này. Đấy, vặn chặt nó vào nhá. Nó sẽ không mòn được cái trục cái đâu, thế nên rồi. Nó cũng không có dao đâu, dao các thứ mình cắt ở ngoài hết rồi này. Mình xin phép là mình bỏ nó ra rồi này. Bây giờ đến cái công đoạn nữa thì mình sẽ cần nhờ thêm một người nữa để sử dụng sang là lồng cái lòng này vào đây. Mình ở bên này mình sẽ đẩy vào. Đấy, liên tục đẩy vào. Đấy, cái phễu nhựa này nó hay ở cái là nó côn. Nó từ to xuống nhỏ chứ nó không giống như cái lần trước mình làm bằng inox thì nó thẳng tưng nó không được. Bây giờ đã có cái thằng nhựa này rất tốt. Lồng vào nhé, lồng vào như thế này này. Xong bắt đầu là chúng ta buộc thít lít một đầu trước. Buộc thít lít một đầu. Đây là cách sử dụng máy, anh em lưu ý. Làm nhiều mua máy to, làm ít mua máy nhỏ. Và đây là con máy inox nhỏ nhất. Ngoài ra là còn có những cái con gang. Đây mọi người xem. Đấy, đây là những cái dòng gang. Những cái dòng màu đỏ này, cái chân màu đỏ nó sẽ là chân cái cối bằng gang nhá. Có cối 12, 22, 32. Thì cái đặc điểm phân biệt mọi người để cái phần này này.
đấy, nó sẽ to hơn này. Mà máy nào nó cũng sẽ có cái phễu đấy tặng cho mọi người. Thế nên yên tâm, không bao giờ sợ cái vấn đề gì cả. Bên kia thì là dòng 2 dây cu loa. Nếu mà được ý, thì tốt nhất là mua dòng 2 dây thì nó sẽ kéo khỏe hơn anh em nhá. 1 dây như cái clip này thì nó cũng đã chạy rồi, nhưng mà 2 dây nó sẽ khỏe hơn. Bây giờ chúng ta đi vào thực tế nhá. Chúng ta sẽ bật máy lên, mình bên này mình múc và bên này sẽ có người để nhồ lên ra. Nào, dòng dòng chút nữa. Chuẩn hơn này, nó sẽ có độ côn này, da đấy sẽ ra rất là chuẩn. Chúng ta sẽ buộc đầu buộc đuôi, và còn cái công đoạn mà chia đoạn đấy thì anh em nào mà muốn nó dài, anh em nào mà muốn nó ngắn thì tùy, nhớ phải nắn nắn đều nó ra nhé, xong rồi đem đi chế biến. Chế biến ở đây thì mình sẽ tua nhanh, nói chung là mình sẽ tua nhanh cái đoạn này, lát nữa mình sẽ quay tiếp cái phần mà mình đem đi chế biến cho mọi người xem. Vâng, đây là thành phẩm sau khi đã sử dụng cái máy này để chúng ta nhồi xong. Thì mọi người lưu ý, đây là thành phẩm, còn một còn nguyên liệu thì là đầy cái chậu này. Bây giờ mình đã nhồi xong, đã buộc xong. Công đoạn tiếp theo chúng ta sẽ đem đi để hấp. Hấp xong thì mọi người có thể là nướng lên, rán lên thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ giòn cái vỏ hơn và ăn nhậu với chin su thì tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ mang lên đem hấp. Lát nữa thì sẽ cho mọi người xem thêm một chút về cái thành phẩm nhé, thành quả nhé. Ở đây mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cái thành phẩm sau khi mình sử dụng xong. Đây là những cái mà đã được hấp chín rồi nhé. Nhưng mà đây là cái mà đã mình đang rán này. Mình sẽ lấy hai miếng ra để cắt thử cho mọi người xem. Đây, mọi người xem cái này nhé. Chúng ta sẽ cắt thử ra này. Cắt thì nên cắt chéo. Đấy. Cắt chéo ra thì sẽ ngon hơn. Đấy, đây là những cái bên trong, mọi người xem. Đấy, thơm ngon, giòn dai. Đây, đấy, miếng này nhá. Nên để chéo, cắt chéo cho nó ngon. Đấy, mọi người xem, đây là thành phẩm của bên mình. Sau khi đã sử dụng xong, nếu mà đi chuyên sâu vào thì nó sẽ đầy đủ như thế này. Mình xin phép là bới tung ra để mọi người xem. Đấy, cái vỏ của nó sẽ như thế này. Vỏ giòn rồi, mình vừa rán vào nước giòn rồi. Nguyên liệu đây, nhân đây rất đều, sụn, mọi người có thể xem nó to nhỏ như thế nào. Đấy, mọi người có thể xem được sụn nó to nhỏ như thế nào, cắn rất chuẩn luôn. Sử dụng thêm chín xu. Như vậy thôi, nhưng có thể làm mồi để nhậu rồi. Thì qua cái clip này cũng hướng tới nhiều khách hàng về những cái món ăn khác, thì cứ vào trang của bên mình là máy thực phẩm Hoàng Quân.com, hoặc là vào những cái kênh như là kênh YouTube của mình cũng là máy thực phẩm Hoàng Quân, để có thể xem được các cái video khác ngoài cái video này. Thì anh em muốn mua máy, vui lòng liên hệ theo số hotline là 0941111699, 0973684391, website máy thực phẩm Hoàng Quân.com. Cảm ơn mọi người, xin chào.